Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ thả các bạn cá, cua, vịt, lươn vào chậu nước để các bạn đi bơi nhé. Wow, các bạn ơi, đây là những bạn gì đây nhỉ? Bạn cua. Wow, đây là những bạn cua, mình sẽ thả vào chậu nước cho bạn cua bơi nhé. Wow. Đây là bạn gì không nhỉ? Bạn cá chê. À, đây là bạn cá chê. Để mình cũng thả bạn cá chê vào đây nha. Wow. Bạn cá chê đang bơi đấy các bạn ạ. Đấy, cá chê đấy các bạn ơi. Các bạn có biết đây là con cá gì không? Đây là bạn cá quả các bạn ạ. À, đây là bạn cá quả này. Mình cũng thả bạn cá quả vào chậu nước nha. Wow. Bạn cá quả cũng đang bơi đấy. Các bạn có biết đây là bạn gì không? Đây là bạn cá rô. Mình cũng sẽ thả bạn cá rô vào đây nha. Các bạn cùng ngắm đàn cá bơi nha. Wow, bạn cá quả còn thổi bong bóng đấy. Wow, các bạn có biết đây là con gì không nhỉ? Con lươn. Mình cũng thả bạn lươn vào đây nha. Các bạn ơi, các bạn có biết đây là bạn gì không? Wow, đây là bạn cá vàng đấy. Mình cũng thả bạn cá vàng vào để cho bạn cá vàng bơi nha. Wow, các bạn ơi, các bạn có biết đây là bạn gì không? Bạn cua đấy các bạn ạ. À, đây là bạn cua, đồ chơi mình cũng thả cho các bạn bơi nha. Wow, đây là bạn cá kiếm, đồ chơi này mình cũng thả vào đây nha. Đây là một bạn cá vàng này. Cá vàng mình cũng thả vào chậu nước để cá vàng bơi nha. Wow, đây cũng là một bạn cua nữa này, mình cũng cho bạn cua bơi nha. Wow, các bạn có biết đây là bạn cá màu gì không? À, đây là một bạn cá màu hồng đấy. Mình cũng thả bạn cá màu hồng vào đây để cho bạn cá bơi nha. Wow, mình còn có bạn gì nữa đây? À, đây là một bạn cua đấy. Mình cũng thả bạn cua vào đây cho bạn cua bơi nha. Bạn cua bơi đi. Wow, đây là bạn gì đây? À, một bạn ngao màu cam, mình cũng thả bạn ngao bơi nha. Ngao ơi. Wow, đây là một bạn gì đây mà nhảy vào thau đây nhỉ? Bạn cá cóc. Bạn cá cóc bơi đi. Wow, một bạn cá gì nhảy vào thau đây? Wow, một bạn cá màu cam cũng nhảy vào thau này. Wow, một bạn vịt vào chậu bơi này. Các bạn ơi. Wow, bạn vịt thứ hai cũng đang nhảy vào chậu để bơi này. Wow, bạn vịt thứ ba cũng nhảy vào chậu bơi này. Nữa các bạn cùng ngắm đàn vịt với cả cá cua bơi trong chậu nước nha. Các bạn thấy có đẹp không nào?